Vào hôm qua, hàng ngàn người dân đã tràn vào trụ sở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để đòi công lý sau khi công an dùng súng uy hiếp và đánh trọng thương hai thanh niên vào đêm Chủ nhật 2 tháng 4 tại một quán cà phê. Vụ hành hung này diễn ra sau khi các thanh niên này tham gia vào cuộc biểu tình đòi bồi thường thiệt hại vì thảm họa Formosa vào sáng Chủ nhật. Trước khí thế của người dân, giới quan chức huyện Lộc Hà cho biết là sẽ mở cuộc điều tra về vụ công an đánh đập thường dân, nhưng kèm với lời đe dọa là sẽ trừng trị những người đã bao vây trụ sở huyện mà họ gọi là những kẻ quá khích bị xúi dục để làm loạn. Được biết là không chỉ đòi công lý cho hai thanh niên bị thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, người dân Lộc Hà cũng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Tĩnh phải chấm dứt việc bôi nhọ các linh mục Công giáo và giáo phận Vinh. Một yêu cầu cấp bách nữa là phải cứu xét đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại của người dân vì thảm họa Formosa. Theo lời kể của các nhân chứng, thì vào đêm Chủ nhật, công an mặc thường phục đã trà trộn vào các nhóm thanh niên tham gia biểu tình vào sáng Chủ nhật. Một công an huyện và một công an xã sau đó đã rút súng bắn thị uy trước khi ra tay đánh đập hai thanh niên. Trước các cuộc biểu tình liên tục diễn ra ở miền Trung suốt một năm qua sau thảm họa Formosa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định mang ông Võ Kim Cự, cựu bí thư tỉnh Hà Tĩnh, ra làm dê tế thần để xoa dịu làn sóng phẫn nộ của người dân miền Trung. Trong khi hàng ngàn người dân biểu tình tràn vào trụ sở ở huyện Lộc Hà, thì một số báo chí lề đảng loan tin là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự, người đã cấp giấy phép hoạt động cho tập đoàn Formosa khi từng nắm ghế chủ tịch và sau đó là bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ông Cự hiện là một đại biểu Quốc hội kiêm bí thư đảng ủy Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Cần nhắc lại là hàng triệu gia đình ở miền Trung tiếp tục điêu đứng suốt một năm qua, kể từ khi diễn ra thảm họa cá chết ven biển miền Trung vì nhà máy Formosa xả chất thải độc hại ra biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Mặc dù tập đoàn này đã chuyển 500 triệu Mỹ Kim cho nhà nước Việt Nam, nhưng đến hôm nay vẫn còn nhiều gia đình ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An vẫn chưa được bồi thường, thậm chí là gạt khỏi danh sách các gia đình bị thiệt hại vì thảm họa này. Liên đoàn luật sư Đức vừa ra thông cáo cho biết là luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ được trao giải nhân quyền năm 2017 của tổ chức này. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng vì luật sư Đài đang bị giam cầm trong nhà tù Việt Nam, vì thế ban tổ chức sẽ trao cho người đại diện trong buổi lễ diễn ra vào ngày mai tại thành phố Weimar của miền đông nước Đức. Luật sư Đài đã trở thành người Việt đầu tiên được trao giải cao quý này của nước Đức. Được biết là Liên đoàn luật sư Đức đã thành lập giải này từ năm 1991 nhằm vinh danh những con người dũng cảm đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại các quốc gia trên thế giới. Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng từng làm việc tại Đông Đức và quay về lại Việt Nam vào năm 1990 sau khi khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ. Tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Hà Nội, luật sư Đài dấn thân vào con đường đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông đã nhiều lần bị công an hành hung, đánh đập và bắt giam. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2015, ông đã bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và bị tuyên án 5 năm tù. Trong khi đó, thì một nguồn tin cho biết là sinh viên ông Thế Quyền, người đã dương biểu ngữ đòi quyền tự do biểu tình cho giới sinh viên, đã bị công an quận 12, Sài Gòn bắt giam vào đêm Chủ nhật 2 tháng 4 vừa qua. Việt Nam là một trong số các quốc gia bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là bọn gian lận vì đã gây thâm thủng mậu dịch cho nước Mỹ. Dĩ nhiên là Trung Cộng đứng đầu danh sách này, nhưng các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Đài Loan và một số nước ở Âu Châu cũng bị ông Trump lên án là gian lận mậu dịch. Phát biểu sau khi ký sắc lệnh điều tra nguyên nhân thâm thủng mậu dịch lên đến 500 tỷ mỗi năm, ông Trump tuyên bố là hàng ngàn nhà máy của Mỹ đã bị các nước đó chiêu dụ để chuyển khỏi nước Mỹ, và ông gọi đó là các vụ ăn cắp tài sản của Hoa Kỳ. Ông khẳng định là kể từ khi ban hành sắc lệnh này, bọn lừa đảo này sẽ gánh chịu toàn bộ hậu quả.
Cần biết là nước Mỹ đang thâm thủng mậu dịch lên đến 347 tỷ Mỹ Kim với Trung Cộng, Nhật Bản 70 tỷ và Việt Nam là 32 tỷ mỗi năm. Người ta tin rằng ông Trump sẽ đặt thẳng vấn đề này trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại Florida trong vài ngày tới. Hai trái bom phát nổ trong các toa xe điện ngầm Metro ở thành phố St. Petersburg của nước Nga đã gây thương vong cho hàng chục người vào hôm qua. Ngoài ra, còn có một trái bom thứ ba chưa nổ và được phát giác kịp thời. Hiện chưa có con số chính xác về mức độ thương vong, nhưng giới hữu trách Nga cho biết là ít nhất có khoảng 10 người đã thiệt mạng trên hai chuyến xe điện tại thành phố lớn thứ nhì của Nga. Giới hữu trách tin rằng đây là các vụ khủng bố Hồi giáo, với trái bom được nhồi thêm đinh ốc nhằm gây thương vong cao nhất. Đây không phải là lần đầu tiên mà bọn khủng bố cài bom trên hệ thống metro của Nga. Vào năm 2010, ít nhất 38 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom trên metro ở thủ đô Moscow. Một năm trước đó, một trái bom phát nổ trên đoàn tàu cao tốc từ Moscow đi St. Petersburg cũng khiến 27 người chết và 130 người khác bị thương. Cả hai vụ đều được các nhóm khủng bố Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm. Quân đội ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn vào hôm qua đã mở cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở bờ biển Hoàng Hải, mà mục tiêu là nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự tấn công từ Bắc Hàn. Đợt tập trận này diễn ra ở vùng biển phía nam Nam Hàn với sự tham gia của khoảng 1.000 binh sĩ đổ bộ cùng nhiều khu trục hạm và trực thăng chống tàu ngầm. Mục tiêu chủ yếu nhất là nhằm phản công trong trường hợp Bắc Hàn sử dụng phi đạn tấn công Nam Hàn và Nhật Bản. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là nếu Trung Cộng không hợp tác đối phó với các cuộc thử nghiệm phi đạn và vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, thì Hoa Kỳ sẽ đơn phương giải quyết vấn đề Bắc Hàn.